Xin chào mọi người, mình tên là Trâm. Công việc hiện tại của mình là nghề người mẫu tự do. Trước đây thì cái mũi của mình nó cực kỳ tẹt luôn. Rồi hai cái cánh mũi của mình nó bự, nhìn rất là thô luôn. Mình rất là tự ti về nó. Mình rất là sợ phẫu thuật luôn. Tại vì phẫu thuật xong mất thời gian, rồi rất là đau mà nhiều khi còn bị lệch nữa. Phải đi làm lại rồi rút ra rút vô. Mà sau khi mình nghe bạn mình nói là tại The Master Việt Nam có cái phương pháp nâng mũi bằng chỉ Ultra V-Lift, chỉ mất có 5 phút thôi mà đã có một cái mũi thon gọn tự nhiên rồi cao nữa. Đây nè mọi người, nhìn cái mũi của mình sau khi mà nâng bằng chỉ Ultra V-Lift tại The Master Việt Nam đây, sau 2 tháng nhìn rất là hài hòa với gương mặt luôn, mình cực kỳ ưng luôn đó mọi người. Nếu như mà ai sợ phẫu thuật mà đau, muốn mũi cao mà sợ phẫu thuật thì hãy tới với The Master Việt Nam nâng chỉ Ultra V-Lift, chỉ mất có 5 phút thôi, đi về có thể nói chuyện bình thường và đi làm bình thường luôn nha mọi người. Mình rất là hài lòng về dịch vụ nâng mũi bằng chỉ Ultra V-Lift tại The Master Việt Nam.